ăn đồ chiều ăn lẩu luôn trời. Xin chào nha anh em. Anh em phép review cái City Da Lim cho anh em chở hàng nha anh em. Xe máy chuẩn lắm, trường nó chạy thử nó máy chuẩn lắm. Xe này về anh em chở hàng là hết ý nha. Máy im ngon, giấy tờ hải quan hợp lệ đàng hoàng hết. Review tại chỗ luôn. Sẵn mời anh em nhậu luôn vô. Vô anh em ơi. Nhậu online có là có thiệt nha. Cái này cá lóc. Cá lóc với sò nướng nha anh em. Nhậu với mấy xong. Để tiền tao vô tao đưa. Xe này phép bán cho anh em có 10 triệu thôi. 10 triệu mấy trượt? 10 triệu 500 bao vận chuyển. 500 bao vận chuyển. Mua xong rồi trả lại lý do gì qua này? Nè, cái đuôi nó bị xíu nè. Trời ơi trời. Cái gác chân bị lọt mắt ốc nó lung lơ nè. Đó. Máy chạy ngon, sườn bỏng một, gấp không một. Nó hàng trường nó tả anh em. Cái xe nói anh em, phép nói anh em nó mấy chục năm rồi. Nó quá già tuổi rồi. Dạ nghe anh Dũng. Anh em dòm ha. Mà cái đuôi gì đó, xéo nè. Em sợ luôn á. Sáng chạy bà chỉ vô. Nè, anh dòm. Nó quá lớn tuổi rồi mấy cái lặt vặt này. Thì về anh em gia cố anh em làm tiếp lên bếp. Cái xe có 10 triệu 500 ngàn anh em mà xe Nhật nữa. Nó mà mua rồi trả rồi điện. Điện lầy nhầy trường nó chịu hết nổi luôn anh em. Có một lần điện thoại phép nghe hỏi đồng hồ ghim không, nó phép hết hồn luôn á. Tại vì cái xe nó rẻ quá. Nhá, nhưng hồ Da Lim nó còn luôn nè. Buồn thiệt anh em, buồn thiệt luôn á. Có nhiều anh em có tánh phép buồn ghê luôn. Nãy giờ điện chửi trường nó giờ không phải chửi mà kén mà nó những câu lầy nhầy quá. Em coi anh em nào thương phép mua ủng hộ ông phát cho phép vui là anh em. Cho niềm vui nó trở lại. Đó, nè anh em coi nè, thấy không? Thuộc nồi zin nè, mấy cái đó thì nhầm gì, bắt cái đuôi, bắt cái nhựa nè, nó có cái tăng đưa nè. Anh em mở này ra. Mở ra đẩy ra bển, siết lại. Còn nếu mà nó đụng thì anh em cưa cái ngàm ra, nó chỉnh cái này nó dễ nhựa nè. Nó có gì đâu. Nó nói sườn bọng zin công vậy em cũng bó tay luôn. Xe này là máy móc là bao nhiêu anh em luôn. Thay mới vô luôn này vậy khỏi thay nè. Mấy cái này có gì đâu. Mình phải coi lại, mình muốn chơi cái xe của người ta, mình phải coi giá tiền mình bỏ ra nha anh em. Giá tiền bỏ ra rất là rẻ. Đó, chiếc City mà bây giờ đâu rẻ nữa anh em. Em đi mua Trung Quốc về 5-6 triệu anh mới chạy được đó anh em. Em nói thật đó. Đó. Alo. Em không hiểu nổi luôn. Em nói thiệt nha, em mua những chiếc Sea-Wood, những chiếc Future cái mẫu mới luôn. Mẫu mới luôn. Nó chưa chắc là cái đuôi mà chuẩn như cái ông đó ông nói. Cái gì đâu mà cái thằng đó thiệt. Em hiểu sao mua xe 20 năm giá 10 triệu hơn. 10 triệu. Như 10 triệu rồi. Chê bay đủ các kiểu, anh em bó tay thiệt. Thua. Vậy thôi, hình dáng vậy thôi chứ giờ sao giờ. Thôi vậy em đưa số lại đi rồi có em để alo cho. Sang trường nó buồn. Buồn nhiều cái nhiều thứ lắm anh em. Cái sub game kế bên này thì 13 năm nè. Sub game là 98 anh em ha. Đời 98 đó. Tiền nào của nấy chứ. Chứ phép nói thiệt chứ giờ cái chiếc những chiếc đi nho mà hôm phải bán hai mấy triệu, phép dám chưa dám đảm bảo cái đuôi nó mà ngay như ông đó ông nói. Như cái chân này nó không có bị lỏng. Cái gì đâu. Xe này mua khoái thì khoái chơi xe cổ mà đòi thì đòi như là những cái xe kia là mấy cái xe mẫu mới còn chưa chắc cái đuôi nó ngay. Tôi gọi nó thử nó ngay không ngay mới sợ là bên một anh em dòm nó này mới chát này thấy không em thua cái những cái tư duy mà nhận định những cái kêu là những cái mà nhận xét về xe của nhiều anh em phép cũng thua luôn anh em ơi. Không có cái suy nghĩ gọi là mẫu mực. Đây nè. Máy trường nó về tức quá nó chạy thử nó nói là im lắm rồi anh em. Rồi anh em nào
thương anh em tụi em, mua ủng hộ cho anh em. Xe này thật cái vốn em 10 triệu rồi đó, giờ em bán xả 10 triệu luôn. Rồi, cảm ơn anh em.